Điều này rất tôi được đoán anh em ở viên cũng quân lên loa này. Tôi Miu xin chào anh em nhá. Hôm nay Miu rất vinh dự và vui mừng lên sóng cho giới thiệu tới toàn thể quý khán giả một combo karaoke siêu VIP, siêu đỉnh cao, mạ vàng 18K với đời loa khủng long bạo chúa. Hàng thì Miu vừa cắt xốp sách ra đây. Đời loa SX825 còn phúc ở thực xốp và cả đôi xốp của nó nữa. Thì em nhìn này. Đây đôi loa STX825 full đường xốp, sở hữu 2 bát 40 một chép kèn. Và đặc biệt thêm một đôi loa súp STX818 combo đồng bộ của nó. Bác nào mà có không gian biệt thự diện tích rộng mà chơi combo này đúng là hết bài luôn. Tất cả sơn son thiếp vàng luôn. Đấy, để nhìn chất luôn. Chất luôn. Loa thì còn full đường xốp đấy, anh em yên tâm là độ mới. Và đặc biệt là e căng, nó không phải e căng đen thông thường như STX825 khác nữa. Ở đây nó mạ vàng 18K anh em nhá. Quá chất luôn đấy. Và về thêm một con đẩy Crown Mỹ IT6000 XTI6000 Crown Mỹ. Đời này nó sẽ có đời sản xuất made in China. Đời này của em Miu là sản xuất made in Ura anh em nhé. Đỉnh cao. Hàng công Nhật chuyển về. Đây là cả con 5.000 này nữa. Lát Miu sẽ lên sóng một đôi combo. Sẽ sử dụng 5002 này để đánh cho đôi súp. Còn XTI6000 sẽ đánh cho full. Lát sẽ cho anh em thẩm âm trải nghiệm. Ok. Thông báo hàng về vậy thôi. Còn bác nào thực sự sở hữu được combo loa này thì nó là có 102 trên thị trường anh em nhá. Không có đôi thứ hai nữa. Và quá chất luôn. STX825 full đôi khủng. Đôi này em quay ở góc độ nhà em nó hơi lóa một chút chứ nếu nhìn trực tiếp nét lắm anh em nhá. À, đẹp này. Mà. Mạ vàng 18K. Quá chất luôn. JBL đời cao, tem đen, STX825 xịn sò. Em nhu cầu đầu tư về combo này mà có cái phòng khách mà cũng là màu vàng gold này thì đúng là hết bài luôn anh em nhá.